Bộ Giao Thông Vận Tải vừa ban hành thông tư 17 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo thông tư, giá dịch vụ một chiều vận chuyển hành khách hàng phổ thông cơ bản tối đa gồm đối với khoảng cách đường bay dưới 500 km là 1.700.000 đồng một giá, đối với khoảng cách đường bay từ 500 km đến dưới 850 km là 2.200.000 đồng một giá, đối với khoảng cách đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, là 2 triệu 790.000 đồng một giá đối với khoảng cách đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km là 3 triệu 200.000 đồng một giá đối với khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên là 3 triệu750.000 đồng một giá